Tử vi tuổi Ất Mão 1975 tháng 8 âm lịch năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 tháng 8 âm lịch sẽ giúp mọi người nắm rõ được vận hạn của mình trên từng phương diện, tiền bạc, sức khỏe, công danh, sự nghiệp, gia đạo, tình duyên. Quý vị thân mến, tử vi học có nói mỗi người sinh ra đều mang cho mình một số phận khác nhau, không phải ai sinh ra cũng được giàu sang phú quý, sống trong nhung lụa, không phải ai cũng phải chịu số phận nghèo hèn. Có những con giáp phải sau trùng vận thì mới có được may mắn, giàu sang. Và gia chủ tuổi Ất Mão sẽ là một người như vậy. Quý vị thân mến, trong phần luận giải tử vi chi tiết ngày hôm nay, thầy Gia Cát sẽ chỉ rõ cho những gia chủ tuổi Ất Mão về vận hạn của mình. Qua đó mọi người có thể biết được vận mệnh, tránh hung, hóa cát. Từ đó có thể đưa ra những giải pháp để có thể thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn bây giờ, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ chi tiết phần luận giải tử vi của gia chủ tuổi Ất Mão. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Ất Mão sinh năm 1975, tháng 8 âm lịch năm 2021. Ngày tuổi Ất Mão 1975, mệnh đại khê thủy, tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của người này là thiếu nguyên tắc, sẽ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Người này tâm niệm mọi chuyện tùy duyên. Cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động, thích ổn định an nhàn, theo đuổi sự sung sướng, hạnh phúc. Họ làm việc không cố gắng hết mình, hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không để ý đến nữa. Tính cách có phần ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của người tuổi Ất Mão. Khi tinh thần sa sút thì họ khó tập trung vào công việc, đặc biệt là những công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp, chính xác thì càng có khả năng mắc sai lầm. Nên điều chỉnh cảm xúc của bản thân, không chế mình, không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc quá nhiều. Tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021, người tuổi Ất Mão khá chủ động trong chuyện tình cảm. Bản mệnh sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người mình yêu, không ngần ngại e dè. Thời điểm này, đào hoa khá tốt, sẽ giúp bản mệnh tìm được tình yêu mình mong muốn. Xét về đường tài lộc, tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Ất âm mộc gặp đinh âm hỏa nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, gia chủ Ất Mão nếu có cơ hội nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ Ất Mão trong tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Nhất về sự nghiệp, quan vận. Trong tháng này, gia chủ Ất Mão sẽ có những bước đột phá trong công việc. Họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Cũng chính là do có trái ngọt mà gia chủ gặt hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Người tuổi Ất Mão tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì bản mệnh luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao. Kết quả bản mệnh đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm trong mắt đồng nghiệp. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, bản mệnh sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, bản mệnh cho rằng có cảm giác không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong mình, vì cơ hội để cải thiện vận may phụ thuộc vào nỗ lực của chính bản mệnh. Ngay cả khi bản mệnh không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới, gặp gỡ tất cả các khách hàng. Tuy vậy, nếu như gia chủ tuổi Ất Mão không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu trước đó đổ sông, đổ biển, thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân,
quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho mệnh chủ Ất Mão sinh năm 1975 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xét vận trình tài lộc tháng 8 năm 2021 âm lịch, họa phá tài đang ập đến, tuổi Ất Mão xui xẻo hết lần này đến lần khác, tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay. Bản mệnh cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của người xung quanh, việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền, hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào thân. Thứ ba, về sức khỏe. Tử vi tháng 8 âm lịch cho rằng, trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với người tuổi Ất Mão. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm. Có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bản mệnh chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn nặng lòng với công việc, không có thời gian. Bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Gia chủ Ất Mão sinh năm 1975, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Ất Mão sinh năm 1975. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho tuổi Ất Mão. Những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời, lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bản mệnh có thể cãi vã với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau. Ngay cả khi giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, hai người đã sống với nhau trọn đời, vì vậy biết nhau rất rõ, có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung cho nhau. Tháng 8 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Ất Mão tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát ứng dụng trong cuộc sống để gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ Ất Mão có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng Đinh Dậu nạp âm sơn hạ hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, pha tí, tuyệt dần. Đối với người tuổi Ất Mão trong tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 4 tháng 8, tức ngày mùng 10 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Tân Dậu, nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch 16 tháng 8, tức ngày 22 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Quý Dậu, nạp âm Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch 28 tháng 8, tức ngày mùng 4 tháng 10 dương lịch, nạp giáp Ất Dậu, nạp âm Tuyền Trung Thủy. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Ất Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Mão tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 5 tháng 8 tức ngày 11 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Nhâm Tuất, nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch 17 tháng 8 tức ngày 23 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Giáp Tuất, nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Ngày âm lịch 29 tháng 8 tức ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch, nạp giáp Bình Tuất, nạp âm Ốc Thượng Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm Tân Sửu 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ Ân Mão sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Mão. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Ất Mão 1975 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp gia chủ có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát để vận trình gặp được nhiều may mắn, hanh thông. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta trưởng thành hơn. Vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.